Em có lót tất cả những cái file mà thầy dạy từ 1 đến 8 ấy. Đó, bây giờ tới đây tiếp. Bắt đầu ôm văn mặt, tức là xoay lại động tác đầu tiên văn mặt, cô lên chút cái chân này. Đó. Bước ra, đánh lại chút lại. Bây giờ, dũ hai em dặn đồ, dặn đồ gỗ xuống dưới lôi xuống tất 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 tất. Quăng cái thang hoa, quay bên mình xô cái bộ đồ bút để hết này, thẳng góc này. Đó, xô rồi. Này đẩy cửa, đẩy cửa. Xong nó đứng nguyên vậy, xoay cái tay sàn cái người ra sau vậy. Sàn cái chân, rút cái chân vô tay nó đổ về. Dù cái chân đánh thức lột cái đó, nó hay lộ được, nó đổ cái não rồi. Dù cũng tăng lên này. Xô vừa mắt. Chuyển cái động tác ra phía sau, sang người qua sau, sang người qua, rút cái tay về, đổi bên đó, đùi chân đánh thức một, dắt tay bên phải, đổi cho bên dễ lộn, xô lúa, đẩy vừa lại. Xô cùng phòng kho, đẩy cửa ra, xoay tay cho phía sau. Cái này nó giống như mình đổ lên thôi. Ôm anh, đánh thức ra phía sau, dụ tay phía sau. Xô phía sau, cửa. Bước vào đánh thức một,